của đoàn Đức Đội. Vâng. Rất cao thủ. Mình sau trận đấu này sẽ cho máy nghỉ. Vẫn rất nỗ lực. 13. Mày chia sẻ cho anh cái wifi tí. Có được không? Anh xin cho cái máy này của anh thôi. Cái này anh quay riêng mà. Em cũng đang live mà em. Quay. Sửa rồi sau này. Em mà không thay đổi được. Cái nào á? Có ba không? Có cười. Vừa chờ đánh thiếu Lâm Văn Xanh đập. Lâm Văn Xanh à? Vâng, mình nhưng mà là kéo chính luôn. Anh em comment cho mình biết tên. Thằng nào nhìn có cái dáng rất giống. Xin chào anh chị em yêu bóng chuyền Việt Nam. Xin mời mọi người theo dõi trận khai mạc giải vô địch bóng chuyền gia xã Lãng Công, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020 giữa hai đội trong trang phục áo xanh. Gần màn hình của các bạn là đội thôn Phú Cường gặp đội Đoàn Kết bên kia lưới trong trang phục áo trắng quần đen. Hai đội sẽ thi đấu với thể thức 3 tháng 2. Đội hình ra sân của Đoàn Kết áo trắng bên kia lưới có hai anh em quân xanh chủ nhà, đó là Hà Văn Điệp và Hà Quang Linh, và ngoại binh đó là Văn Hạnh, đối chuyền của Thành phố Hồ Chí Minh. Văn Thành chủ công chính của Hà Tĩnh, và ông vua hội làng Việt Nam đó là Thạch Đen. Còn bên này cặp đôi bản thân hot boy của bóng chuyền ra miền Bắc, đó là Bùi Văn Cường, Quản Trọng Nghĩa, cặp đôi của K02, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, và chuyền 2 Đinh Văn Duy, chuyền 2 trẻ nhưng đang là chuyền 2 số 1 của đội tuyển biên phòng. Thích xem AD bình luận hấp dẫn hơn vì cùng quê bèn. Ok, em cảm ơn em. Đa số người mọi người ngoài nhìn cầu thủ như nào nhỉ? Ngoài hình các cầu thủ đều cao trên 1m85 đến 1m9, rất đẹp trai. Trận đấu bắt đầu 0-0. Phú Cường phát bóng. Người phát bóng là Quản Trọng Nghĩa, pha phát bóng tấn công đầu tiên rất tiếc bóng lại ra ngoài. Điểm 1-0 cho Đoàn Kết. Phát bóng lúc này là Thạch Đen, phát bóng tấn công. Đinh Văn Duy tới rồi. Đó là Bùi Văn Cường. Và tấn công từ biên 4. Điểm bóng 1-1 cho Phú Cường. Bùi Văn Cường vừa rồi trong giải vô địch quốc gia cũng đã thi đấu trong màu áo của đội Hà Nội và đã trụ hạng thành công sau khi thắng Vĩnh Long. Bóng ra. Ngoài. Điểm bóng cho Phú Cường 2-1. Sổ số kiến thiết Vĩnh Long năm nay là một thất bại có thể lớn nhất, cũng như là một cú sốc khi đã đầu tư một dàn đội hình nhiều tỷ đồng, trong đó có cả Hoàng Thương nhưng rất tiếc lại phải xuống hạng các bạn ạ. Đinh Văn Di phát bóng tấn công. Vẫn còn. Đội đã đến với Văn Thành. Văn Thành hay Văn Hạnh đây? Hà Văn Điệp. Hơi thấp mất rồi. Đây là những diễn biến đầu tiên. Các hai đội vẫn chưa bắt nhịp kịp.
bán kết 2 đều. Chào 450 anh chị em đang xem. Vẫn là Bùi Văn Cường. Lần này thì Văn Hạnh đã chốt chéo thành công, điểm bóng cho Đoàn Kết 3-2. Anh em nào comment cho mình bàn số 10 của Đoàn Kết tên là gì với nhỉ? Bóng ngoài sân mất rồi. Ba lập hàng rào chắn đôi giữa Điệp và Văn Hạnh rất kín, chỉ còn đúng một đường y. Văn Cường đã tấn công ra ngoài. Cách biệt là 2 điểm, 4-2. Lợi điểm đang thuộc về Đoàn Kết. Các bạn lưu ý đây là trận đấu thi đấu với thể thức 3 tháng 2 các bạn nhé. Vẫn là Bùi Văn Cường biên 4. Rồi, đã đến rồi. Trận này có thể nói Đoàn Kết 60 và mỗi đội được bổ sung 3 ngoại binh, nhưng mà Đoàn Kết có nội binh đó là Hà Văn Điệp chuyền 2 rồi, thì 3 ngoại binh đều là chủ công. Ngược lại Phú Cường thì chỉ có 2 chủ công các bạn nhé, và 1 chuyền 2 Đinh Văn Duy. Điểm bóng là 3-5 cho Phú Cường sau pha tấn công từ biên 4 của Bùi Văn Cường. Phát bóng lúc này là số 3. Chào cháu Hà My nhé. Phú Cường phát bóng chưa qua lưới, điểm bóng cho Đoàn Kết 6-3. 17 áo trắng phải Văn Hạnh không anh? Đúng rồi em ơi, 17 áo trắng là Văn Hạnh. Văn Hạnh phát bóng tấn công. Những đường truyền hơi thiếu các bạn ạ, chỉ còn duy nhất một đường chéo thôi. Văn Thành vừa rồi đã lấy mặt chắn bóng các bạn nhé. Đường tấn công chéo của Bùi Văn Cường. Văn Thành đã lấy mặt chắn bóng và thành công. Điểm bóng là 7-3. Rất đau các bạn ạ. Rời lạnh này. Đường tấn công tiếp bóng bằng tay của Bùi Văn Cường không giống các cầu thủ khác nhé. Tại vì Cường tiếp bóng vừa bằng cùi vừa bằng bàn, đâm ra nhìn thì bóng đi rất bình thường nhưng lực thì rất mạnh. Pha bóng vào mặt vừa rồi rất đau các bạn ạ. Bóng đã chạm chắn ra ngoài. Điểm bóng cho Phú Cường 4-7. Hà Văn Điệp số 6 phải không chú? Đúng rồi cháu ơi, Hà Văn Điệp số 6. Hoàng Phương, Vũ Văn Cao đánh đội nào anh ơi? Vũ Văn Cao phát bóng tấn công của Bùi Văn Cường. Mình chưa kịp nhắc đến các bạn ạ, cầu trước mình đã định nhắc rồi. Có nghĩa số 3 phát bóng xong sẽ đến Bùi Văn Cường. Bùi Văn Cường mình đánh giá là cầu thủ của miền Bắc mà phát bóng trong đội hình 6-6 là tốt nhất các bạn nhé. Phát bóng tấn công của Bùi Văn Cường. Cách đây không lâu Trần Hoàng Đại Lâm có nói là tổ chức cái giải 4-4 Nam Bắc Trung. Người đầu tiên mình nghĩ đến đó là Bùi Văn Cường. Khi mà Bùi Văn Cường đứng tại chỗ phát bóng cả một hiệp thì sẽ còn kinh khủng hơn nhiều. Cơ hội phản công đã đến, Văn Thành. Rất cao tầm, bóng lại ra ngoài. Điểm bóng lúc này là 6-7 các bạn nhé. Hàng sau 3-2. Quyết định của trọng tài. Bóng trong sân.
chứng kiến pha tấn công hàng sau 3-2 của Nguyễn Văn Hạnh. Sau hai chức vô địch quốc gia thì vừa rồi Thành phố Hồ Chí Minh không thể lập được hat-trick các bạn nhé. Tiếp tục là một pha không hiểu ý của các cầu thủ Phú Cường. Cách biệt đã là 3 điểm, 9-6. Phạt bóng vẫn là giáo chủ Quân Ngọc, Văn Thành. Đăng ký được, mọi người vẫn đăng ký bình thường mà. YouTube của anh 9K8 rồi, 200 nữa là tròn 10K. Anh Đỗ Nguyên Thành. Em chào đại ca nhé, em chào anh Phong nhá. Giải này anh đội có đánh không anh? Anh cũng chưa quên mất bảo liên lạc với đội mà chưa liên lạc được. Anh nhờ đội lên đánh giúp một bạn anh mà kiểu hôm qua gia đình. 3-3 hàng sau. Rất cao tầm nhưng phòng thủ rất tốt của các cầu thủ Phú Cường. Cơ hội lại đến Thạch Đen Trăng. Chắc chắn là Thạch Đen rồi. Những như vậy, 3 chắn. Đó là... xem bóng hơi muốn chia sẻ xem Facebook dễ hơn. Anh Thạch lại tấu hài thành công rồi. Bùi Duy Dân bình luận ok em. Tuyên Mỹ chào anh. Giải này ở xã Lãng Công, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc nha anh em nhé. Em cứ đánh đúng như này, không tin cho nó. Bóng chuyền hơi ra Việt Nam là có, chắc là đầy nhiều đấy. Đó lại là Văn Thạch, Thạch Đen. Liên hợp xem anh đội đối đầu với các cao thủ mấy hay nhỉ, đúng rồi em. Rất tiếc bóng lại phát ra ngoài, điểm bóng 10-12, cách biệt là 2 điểm đang được duy trì. Nhưng mà đoàn kết đang là cửa trên các bạn nhé, 60, Phú Cường 40. Tỷ số trận đấu lợi thế đang nghiêng về đoàn kết rất nhiều. Phú Cường lại phát bóng ra ngoài rồi. Toàn phải toàn YouTube không xem được cả anh. Anh like Facebook rồi YouTube anh up lại thôi. Tại vì YouTube nhiều cô chú xem bảo khó. Cô chú muốn xem Facebook hơn thì anh like lên Facebook để cho đông người xem hơn. Chủ yếu phục vụ khán giả là chính đó. Chứ còn nếu mà like YouTube thì sẽ có nhiều tiền các bạn nhé. Nhưng mà like Facebook là không đồng nhé. Chào Nguyễn Hữu Hòa nhé. Chào 600 anh chị em đang xem. Phát bóng tấn công của Đinh Văn Duy. Rồi phản công đến. Thank you.
tại Đình Văn Duy. Bóng trong sân, đó là một pha xử lý gõ bóng lòng tay dọc biên. Pha gõ bóng đầy kinh nghiệm. Những pha xử lý là anh chị em lưu ý nhé. Chúng ta lên gõ về y phòng thủ rất khó và có thể đó là chuyền hai, có thể phá giải luôn những pha tấn công chiến thuật rất cố gắng của Bùi Văn Cường. 13-14, thực sự phải đáng khen Bùi Văn Cường và Quản Trọng Nghĩa trong hiệp đấu này. Hai cầu thủ đang kiên trì bám đuổi, đang kiên trì kéo độ. Không thể không kể đến chuyền hai Đinh Văn Duy. Cách biệt bây giờ chỉ còn là một điểm thôi, 13-14. Tới rồi, ngoài sân rồi. Phát bóng tấn công của Văn Hạnh, bóng lại ra ngoài. 14-15. Như thế trận đấu mới hay các bạn ạ. À, mà mình thích Phú Cường mà thắng được hiệp đầu tiên này thì trận đấu còn hay hơn nữa. Giải đấu gồm có 8 đội, chia làm 2 bảng, mỗi bảng 4 đội và thi đấu vòng tròn một lượt. Lấy 2 đội có thành tích cao nhất vào bán kết thi đấu chéo các bạn nhé. Đây là trận khai mạc. Trận thi đấu đầu tiên của bảng A, phát bóng rất mạnh. Bóng ăn vừa vào bàn vừa vào cù tay các bạn ạ. Điểm bóng đã là 15 đều. Nhìn đường bóng thì rất bình thường nhưng mà bóng tới tay thì nó ập vào, có sức nén và độ bay rất lớn. Các bạn thấy không? Bóng kề rất êm nhưng cuối cùng bay sang bên này. Điểm bóng 16-15. Rất đáng tiếc. Phát bóng của Bùi Văn Cường có sức nén rất giống với những pha đập bóng của Ngô Văn Kiều. Ngô Văn Kiều vẫn đang giữ kỷ lục của Việt Nam về lực đập bóng các bạn nhé. Thời đỉnh cao của Ngô Văn Kiều. Lại một pha chủ quan của Văn Thành. Điểm bóng lúc này là 16 đều. Thi đấu trên TV nhá, trong màu áo của thành phố Hồ Chí Minh. Văn Hạnh thi đấu hàng sau, những pha tấn công 3-2 cảm giác còn dễ dàng hơn khi đang thi đấu ở hàng trên ấy. Rất nhẹ nhàng. Điểm bóng 16-17. Pha xử lý của Đinh Văn Duy. Điểm bóng là 17 đều. Nhiều người đánh giá Đinh Văn Duy hơi non, nhưng mà mình nhận thấy Đinh Văn Duy đầy đủ những tố chất để làm một thủ lĩnh chuyền hai các bạn ạ. 18-17, lần đầu tiên Phú Cường đã vượt lên dẫn trước Đoàn Kết trong hiệp đấu thứ nhất này. Và bây giờ ông vua hội làng đang có ý kiến với trọng tài hai về vị trí thi đấu trên sân của Phú Cường. Vâng, trọng tài 2 đang mở phiếu đăng ký vị trí ra để kiểm tra lại. Hello, xếp anh chào Peter Trường. Chào 6
130 anh chị em đang xem nhé. Trong các cầu thủ thi đấu của đoàn kết thì Thạch Đen có thể là cầu thủ thi đấu hội làng nhiều kinh nghiệm nhất các bạn nhé. Và đặc biệt là Thạch Đen khi ra Bắc đã đầu quân vào Học viện Cảnh sát, và Học viện Cảnh sát với Thể thao Bắc Ninh là hai đối thủ kỳ phùng. Họ có rất nhiều chiến thuật cả trong sân lẫn ngoài sân nhé. Trong đó còn một chiến thuật gọi là lẫn cầu các bạn nhé. Đâm ra là thi đấu trên sân những cầu thủ như của Từ Sơn hay là Học viện Cảnh sát rất quan tâm đến vị trí của đối phương. Chào gần 700 anh chị em nhé. Đây là giải đấu của xã Lãng Công, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc nhé. Có thể nói là giải đấu cấp xã mạnh nhất Việt Nam, mình khẳng định như thế luôn. Đây là giải cấp xã nhé, các thôn thi đấu với nhau các bạn nhé. Các bạn phải hình dung như thế. Các thôn thi đấu với nhau, nhưng trên sân bây giờ 12 cầu thủ thì có 6 cầu thủ đang thi đấu trong giải vô địch quốc gia, giải mạnh nhất nhé, hạng mạnh nhất. Đó là Văn Hạnh, đó là Văn Thành, đó là Đinh Văn Duy, đó là Bùi Văn Cường, đó là Quản Trọng Nghĩa, 5 cầu thủ nhé. Còn Thạch Đen thì chưa thi đấu ở hạng mạnh nhất quốc gia, nhưng mà trình độ và năng lực của anh thì cũng không kém. Đàm Đức Kiên mỏ đánh cho đội nào anh ơi? Mỏ với 10 kiếm Nhật, với lại Phạm Mạnh Tài nhé. Tài Nhất là thi đấu cho một đội, mình không biết tên là đội gì, nhưng đó là ba ngoại binh của một đội. Giải xã gì mà cắt quá vậy anh? Xã Lãng Công, Sông Lô, Vĩnh Phúc em nhé. Vì như thế mình mới nói là giải xã này khẳng định là giải cấp xã của số 1 Việt Nam luôn, không phải miền Bắc nữa mà là Việt Nam luôn. Minh Hướng, Đinh Duy, chuyền hai biên phòng phải không anh? Đúng rồi em ơi. Hai đội tiếp tục trở lại sân thi đấu sau những khiếu nại của Thạch Đen. Điểm số đang là 18-17. Lần đầu tiên các cầu thủ Phú Cường đã vượt lên dẫn trước Đoàn Kết trong trận đấu này. Các bạn thấy lợi thế của phát bóng tấn công ạ. Bóng ngoài sân mất rồi, quyết định của trọng tài. Chúng ta chờ xem, bóng đã chạm tay ra ngoài. Điểm bóng 18 đều cho Đoàn Kết. Đoàn Kết có 4 ngoại binh nhá. Ở ngoài đang là Mạnh Tay To. Mạnh Tay To đang khởi động và chuẩn bị tư thế sẵn sàng để vào sân thay chiến thuật. Bình Nguyên 10 kiếm Nhật mới đánh giải hôm qua anh? Đúng rồi, 10 kiếm Nhật dạo này đang hot các bạn nhé. Phòng thủ rất tốt của Hà Văn Điệp, bật tại chỗ. Rồi đến rồi, Bùi Văn Cường sẽ không bỏ lỡ, vẫn còn. Bật tại chỗ của Bùi Văn Cường xử lý. À, bật tại chỗ ở tư thế rất khó của Bùi Văn Cường. 19-18 cho Đoàn Kết. Đoàn Kết lại vượt lên dẫn trước Phú Cường rồi. Tiên Dũng nói giải đấy là giải huyện anh ạ. Giải nào là giải huyện em? Giải đang xem đây là giải xã em nhé. Và chắn thành công của Bùi Văn Cường, 19 đều. Tổng giải là gồm 15 trận thi đấu, trong đó là có trận chung kết và không thi đấu tranh giải ba các bạn nhé. Đâm ra bình luận viên Đỗ Nguyên Thành trong tuần vừa rồi cũng đi tương đối nhiều, đâm ra sẽ bình luận những trận đấu hay thôi. Và chúng ta trông chờ trận chung kết. Phát bóng tấn công Đinh Văn Duy. Bóng ngoài sân rồi, rất đáng tiếc. Thank you.
Văn Cường. 20 đều. Trọng tài đã bắt lỗi dính bóng của Văn Duy. 21-20. Trong số ít những hot boy của bóng chuyền Việt Nam, Bùi Văn Cường, Quản Trọng Nghĩa, Trần Đức Hạnh, Văn Tiên, đó là những hot boy của bóng chuyền Việt Nam. Trước đây còn có Quang Khơi nữa, nhưng Quang Khơi đã lấy vợ rồi các bạn nhé. Trần Đức Hạnh cũng lấy vợ rồi. Hiện tại là Văn Tiên, Quản Trọng Nghĩa và Bùi Văn Cường. Đỗ Nguyên Thanh. Tiếc lần thứ ba này thì Bùi Văn Cường đã phát bóng không thành công. 22-21. Chúng ta lại chuẩn bị chứng kiến Văn Hạnh phát bóng. Đó là lần này Văn Hạnh phát bóng bay an toàn rồi. Và tấn công về y của Trọng Nghĩa đã bị chặn bóng. 23-21 rồi. Thời điểm vàng của trận đấu các bạn nhé. Rất tiếc. Lần này là pha tấn công chéo sân của Quản Trọng Nghĩa. 22-23. Theo như Đỗ Nguyên Thanh nhận định thì pha bóng này có thể đến 80% là Hà Văn Điệp sẽ chuyền hàng sau 3-2 cho Văn Hạnh nhé. Tại vì Quản Trọng Nghĩa đang chốt ở biên 4. Pha chuyền bóng 3-2 này thì chỉ có Đinh Văn Duy chắn bù thôi. Còn cầu thủ số 3 thì tương đối thấp. Nhưng phát đúng vào Văn Hạnh rồi. Vẫn là Văn Hạnh 3-2. Xử lý rất khéo của Quản Trọng Nghĩa. 23 đều. Chào 850 anh chị em đang xem. Thành Đen nên bắt cho Văn Hạnh. Đúng rồi, Thành Đen bắt cho Văn Hạnh là chuẩn rồi. Hàng sau 3-3 của Bùi Cường lại ra ngoài, rất đáng tiếc. Trong một tư thế chuyền đuổi 3-3 thì tư thế đó cực kỳ khó các bạn nhé. Bóng chuyền từ dưới chuyền lên. Set boy 24-23. Một điểm set boy cho đoàn kết. Ai đây? Mạnh tay to sẽ vào thay Văn Hạnh. Vâng, Mạnh tay to đã vào thay Nguyễn Văn Hạnh. Và không phải Mạnh tay to sẽ vào thay cho Hà Văn Điệp. Không phải, Mạnh tay to thay cho số 6 Quang Linh. Và số không mấy đang buộc giày kia sẽ thay cho Văn Hạnh. Để đúng với thủ tục là trên sân có 3 ngoại binh các bạn nhé. Đây là thay cặp đôi chiến thuật. Quang Linh ra sân. Quang Linh đang ở hàng trên. Đầu tiên sẽ là Văn Hạnh ra sân. Và 07 vào sân. Văn Hạnh ra sân thì trên sân ngoại binh là chỉ còn hai, đó là Văn Thành và Thạch Đen. Sau đó thì đoàn kết thay Mạnh tay to vào. Thay số 6 Quang Linh ở biên 4 các bạn nhé. Đó là thay chiến thuật. Mạnh tay to sẽ thay chắn và phản công quả này các bạn nhé. Cầu trên đang từ một ngoại binh bây giờ thành hai ngoại binh, đang rất mạnh. Chắc chắn sẽ 2-3 chắn Quản Trọng Nghĩa rồi. Mình vẫn không hiểu tại sao Mạnh tay to lại không chắn trong vừa rồi, trong pha bóng vừa rồi. Rất đáng tiếc, 24 đều, quá tuyệt vời.
theo Quản Trọng Nghĩa mới là chính xác các bạn nhé. 24 đều, đang rất hồi hộp. Thạch Đen xử lý. Trọng tài đã bắt lỗi chắn bóng chạm lưới của các cầu thủ Phú Cường. Đó là cái áo của Quảng Trọng Nghĩa. 25, 24. Bây giờ Mạnh tay to sẽ chốt chéo, còn Thạch Đen chốt đi, phòng thủ 6 lùi sẽ là chính xác nhất. Rồi, đã đến rồi, hàng sau đi, không được. Hàng sau 3-2 của Bùi Văn Cường. Rồi, đã đến rồi, kết thúc trận đấu hay không? Thạch Đen, bản lĩnh, không được, bóng hơi ngửa. Cuối cùng, chiến thắng vẫn lại thuộc về Quản Trọng Nghĩa, 25 đều. 930 anh chị em đang xem. Mọi người comment thông cảm nhé, mình đang theo dõi diễn biến trên sân, không thể đọc comment và trả lời kịp của mọi người đâu. Mong mọi người hết sức thông cảm. Điểm bóng lúc này đang là 25 đều. Thạch Đen. Trong sân rất cao tầm, bóng bổ gần như là trên gần các bạn ạ. 26-25. Các bạn lưu ý chắn những cầu thủ mà tấn công biên 4, ví dụ như Bùi Cường và Quảng Nghĩa nhé, là chắn chết hai đường, một đường chéo và đường y. Để đúng đường 6 lùi phòng thủ thì cơ hội thành công sẽ rất lớn. Tại vì những cầu thủ tấn công tay trái đứng ở biên 4 có những lợi thế nhất định, nhưng cũng có những mặt hạn chế rất nhiều. Cái tay không thể linh hoạt được, hai đường rất rõ ràng, một đường y một đường chéo. Chúng ta sẽ chắn chết hai đường đó và phòng thủ 6 lùi. Cùng với bắt bỏ nhỏ nữa là ổn. Đằng sau của bạn. Nghĩa bóng trong sân. 27-26. Phát bóng tấn công của Đinh Văn Duy. Chúng ta trông chờ Bùi Văn Cường xuống để thay đổi những đường phát bóng. Văn Hạnh biên 4, tốt rồi. Bóng trên gần các bạn ạ. Bóng đúng vừa tầm với Văn Hạnh. Lợi điểm vẫn đang thuộc về đoàn kết các bạn nhé, là 1 điểm, 27-26. Phát bóng là Thạch Đen. Bùi Văn Cường đang đứng ở biên 2 các bạn ạ. Sao lại một chán? Mình không hiểu nổi. Mình đang kìm. Không phải, nhưng mà phải chủ động đứng ở đấy chứ. Tại vì bây giờ thật ra còn 90% là còn mỗi Bùi Cường thôi chứ. Điểm số lúc này lại là 27 đều. Đôi khi là chúng ta phải lựa chọn một mất một còn các bạn nhé. Không thể đánh răng co được. Chúng ta phải xanh chín luôn. Kể cả ba chắn cũng phải chấp nhận. Trừ khi truyền cho quân xanh là mình phải chấp nhận thôi. Nhưng mà truyền cho quân xanh bây giờ khéo quân xanh là tự đánh hỏng các bạn ạ. Quân xanh rất cóng. Điểm số đang là 27 đều. Đang răng co. Thế rồi, cơ hội đã đến rồi. Thật là may mắn cho đoàn kết. Đoàn kết nghịch ngợm rất lâu. Đó là thành công của Phú Cường. Thực ra đoàn kết có rất nhiều cơ hội các bạn ạ. Nhưng mà chiến thuật của đoàn kết chưa được tốt. Đó là sự trả giá lần đầu tiên từ khi điểm set point. Các cầu thủ Phú Cường lại vượt lên dẫn trước 28-27. Rồi. Tại sao đoàn kết lại có thể thi đấu với chiến thuật như vậy được các bạn? Đó là Văn Hạnh, 28 đều. Chào 1K1 anh chị.
Đúng rồi, bây giờ phải Văn Thành và Văn Hạnh phải dồn hết sang chắn Bùi Văn Cường đi. Bây giờ chuyền cho quân xanh thì quân xanh tự đánh hỏng luôn, không phải nghĩ. Hai chắn tập trung. Hai chắn là Bùi Văn Cường sẽ bị cóng tay rồi, điểm bóng 29-28 cho Đoàn Kết. Vẫn là tiếp tục săn Bùi Văn Cường. Lần này phải ba chắn cũng được, hai chắn đúng rồi, hai ngoại binh vẫn hai chắn. Chấp nhận chuyển cho quân xanh nhưng không bao giờ Đinh Văn Duy dám chuyển cho quân xanh các bạn nhé. Chuyển cho quân xanh về hỏng luôn. Vẫn chỉ là Bùi Văn Cường. Chính xác là như vậy. 29-29. Chúng ta trông chờ Bùi Văn Cường đây. Có thể những pha phát bóng tấn công của Bùi Văn Cường là bước ngoặt của cái hiệp đấu này. Bản lĩnh của Bùi Văn Cường thì tuyệt vời rồi. Riêng nhất là bản lĩnh phát bóng, Bùi Văn Cường không bao giờ cắm tay đâu trong những pha phát bóng các bạn nhé. Hết lực Bùi Văn Cường. Văn Anh bổ chéo. Chào một ca anh chị em đang xem nhá. Bùi Văn Cường phải hết lực trong pha bát bóng tấn công này, một mất một còn, không có tội gì phải bát bình thường cả. Tại bây giờ hàng chắn chỉ còn mình Quản Nghĩa ở trên thôi. Đúng rồi, rất may mắn bóng đã leo lưới. Điểm bóng là 30-30 rồi. Các bạn nhớ phải ba chắn Bùi Văn Cường. Sao Điệp lại vẫn đứng ở biên hai thế kia nhỉ? Tiếc quá. À, ba chắn Quản Trọng Nghĩa. Bóng đã chạm chắn ra ngoài. Điểm bóng 31-30. Tình huống này 90% là biên 4 của Quản Trọng Nghĩa, còn lại 10% là hàng sau của Bùi Văn Cường thôi. Và như thế này Bùi Văn Cường không có hàng sau nữa rồi, chỉ còn Quản Trọng Nghĩa. Bóng vẫn phá chắn thành công, rất bền bỉ và kiên trì. 33-30, 33-32, lợi điểm lại thuộc về Phú Cường. 33-32. Quản Trọng Nghĩa phát bóng tấn công rất uy lực, bóng lại ra ngoài. 33-33.
chị em đang xem nhé. Phạt bóng là chuyền hai Nội Bình. Bóng ngoài sân, chưa chạm trán quyết định của trọng tài. 34-33, lần này thì Đoàn Kết lại vươn lên dẫn trước rồi. Phương án tấn công của Đoàn Kết mình thấy ổn, nhưng mà chắn bóng thì Đoàn Kết chưa ổn các bạn nhé. Đúng rồi, Đoàn Kết đã hiểu ra rồi, lúc này là cả Thạch Đen và Văn Hành đã kéo sang biên hai để chắn Bùi Văn Cường rồi. Quản Trọng Nghĩa thì hầu như là sẽ không có 3-3 các bạn nhé. Mình vẫn thích những cái phương án chốt chéo chết và chốt đi, còn phòng thủ 6 lùi. Các cầu thủ Phú Cường với tỷ số 35-33 tạm dẫn 1-0. Hai đội đổi sân tiếp tục thi đấu hiệp đấu thứ hai. Sau pha chắn chốt chéo thành công của Văn Hạnh, chính xác như mình đã nói. Cảm ơn 1K4 anh chị em đang xem nhá, cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin mời anh chị em trở lại với hiệp thi đấu thứ hai, trận khai mạc giải bóng chuyền xã Lãng Công, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020 giữa hai đội trong trang phục áo trắng. Gần màn hình của các bạn là đội Đoàn Kết gặp bên kia lưới trong trang phục áo xanh là đội Phú Cường. Đây là hiệp đấu thứ hai. Hiệp đấu đầu tiên thì Đoàn Kết đã thắng rất vất vả với tỷ số 35-33. Và bây giờ là diễn biến của hiệp đấu thứ hai. Điểm bóng đầu tiên 1-0 thuộc về Đoàn Kết. Sau pha chắn bóng thiết lập hàng rào đôi giữa Văn Thành và Thạch Đen thành công đối với Bùi Văn Cường. Có lẽ là các cầu thủ Đoàn Kết đã hiểu ra rồi, phải phòng thủ trước, đặc biệt là chắn thì rất lợi thế vì bên Phú Cường chỉ có hai chủ công thôi. Trọng tài đã bắt lỗi các cầu thủ Đoàn Kết, điểm bóng cho Phú Cường 1-1. Nguyễn Văn Sơn có thích gái không anh? Ngày trước thôi em ơi, bây giờ có tuổi rồi không thích nhá. Nhưng mà nhìn thấy con gái đẹp thì vẫn quý thôi, chứ không thích. Và bóng tấn công của Đinh Văn Duy rất khó chịu, bóng bay thẳng vào Văn Hạnh. Rất tuyệt vời, thật bất ngờ, đó là chuyền ai Đinh Văn Duy. Vừa rồi Đinh Văn Duy đã tấn công 3-3 hàng sau các bạn ạ, à, thật bất ngờ. Rất cao tầm và ngọt ngào, điểm bóng 2-1 cho Phú Cường. Rất đáng tiếc tại sao pha tấn công đó không sử dụng trong hiệp đấu đầu tiên nhỉ. Điểm bóng lúc này là 2-1, vẫn là Đinh Văn Duy phát bóng. Văn Hạnh Trang, không phải Thạch Đen hơi thấp mất rồi. Thạch Đen có một sở trường các bạn nhá, bóng càng cao càng tốt nhá, lúc nào cũng là cao thôi. Tại vì Thạch Đen xuất thân từ bóng chuyền phủi các bạn ạ, không phải là bóng chuyền chuyên nghiệp. Đâm ra cái đà của Thạch Đen rất loằng ngoằng. Điểm bóng 3-1. Lần này thì Đinh Văn Duy đã phát bóng ra ngoài. Điểm 2-3 cho Đoàn Kết. Phạm Hảo có mỏ không anh Thanh? Có em ơi. Ngô Văn Thành. Rồi phản công đã đến. Văn Hạnh hay Văn Thành? Văn Hạnh rồi. Một chắn. Điểm bóng là 3-3. Chắn bóng thành công của Văn Hạnh. Điểm bóng 4-3. Các bạn có thấy không? Đoàn Kết đã hiểu ra vấn đề và chú trọng vào khâu phòng thủ trên lưới, đó là chắn bóng nhiều hơn. Nguyễn Đức Sơn bình luận là anh nghĩ bóng phủi hay bóng chuyền hay hơn? Tùy em ơi, hay không là do người đánh. Còn nếu mà xem thì mình thích nhất là xem những cái giải như thế này các bạn ạ. Có nghĩa là ba ngoại binh và ba nội binh. Nó rất là khó nhận định. Chứ còn nếu
cả dàn cầu thủ chuyên nghiệp gặp nhau thì ta có thể biết trước được kết quả rồi. Tại vì các cầu thủ chuyên nghiệp là họ ke cơ của nhau, nhìn thấy thua là họ không muốn đánh luôn. Còn các cầu thủ có quân xanh là không biết sợ là gì. Phụ thuộc vào quân xanh rất nhiều. Chiều đánh không để em sang đánh cả ngày hôm nay và cả ngày mai em nhé. Mọi người hãy đến xã Lãng Công, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc để chứng kiến giải đấu cấp xã mạnh nhất Việt Nam luôn. Bình luận viên Đỗ Nguyên Thành có thể khẳng định điều đấy. Điểm bóng lúc này là 5-4. Lợi điểm đang thuộc về Đoàn Kết. Lần này thì Văn Anh đã không chắn được Bùi Cường. Điểm bóng 5-5. Chúng ta cũng phải đánh giá rất cao những người tổ chức bóng chuyền của xã Lãng Công nhé. Thứ nhất về quy mô tổ chức, thứ hai là rất có chuyên môn. Giải đã phải hoãn lại để chờ giải vô địch quốc gia kết thúc nhé, thì sẽ có nhiều ngôi sao. Đó là nhận định của ban tổ chức rất tuyệt vời. Điểm bóng 6-5 cho Đoàn Kết. Nếu không có sự hiểu biết của ban tổ chức thì giải đấu sẽ diễn ra rồi, và diễn ra rồi thì trên sân sẽ không có 5 cầu thủ đang cực kỳ hay bây giờ, vì 5 cầu thủ đó còn đang bận thi đấu trong giải vô địch quốc gia. Vì quy mô là mỗi đội được 3 ngoại binh. Giải Thạch Thành là chỉ có 2 ngoại binh thôi. Và giải này thì đội ít nhất là 3 ngoại binh, đội nhiều nhất là 5 ngoại binh nhá. Nhưng thay nhau vào sân anh em ạ. Biên 4 của Quản Trọng Nghĩa. Bóng ngoài sân, điểm bóng 8-5 cho Đoàn Kết. Cách biệt đã là 3 điểm rồi. Có Quang Khơi không anh ơi? Có em ơi. Mọi người lưu ý kênh YouTube của mình là Bóng Chuyền HD nhé. Mọi người hãy vào xem, cảm thấy hay thì nhấn đăng ký theo dõi ủng hộ kênh nhé. Nhưng không vào đăng ký luôn nhé. Vào xem qua đã cảm thấy thích thì mới đăng ký mọi người nhé. Chứ đăng ký không xem thì mình cũng không thích. Quan trọng đăng ký để mọi người được xem thôi, chứ không phải là đăng ký vì mục đích gì. Phạt bóng tấn công của Nguyễn Văn Hạnh. Vẫn còn Nguyên, cố lên Văn Hạnh, cái chân rất khéo. Hà Văn Điệp xử lý, đó là pha kỳ bóng. Hàng sau chăng? Đúng rồi, 3-2 hàng sau của Vũ Viên Cương. Rất tuyệt vời. Điểm bóng 6-8. Mình thấy Đinh Văn Duy nghiêng người, và trong tình huống vừa rồi mình biết ngay là sẽ chuyền 3-2 cho Bùi Văn Cường. Giang Trần có Từ Thanh Thuận không anh ơi? Từ Thanh Thuận không có em nhé. Từ Thanh Thuận vừa thi đấu và đang hân hoan trong giải vô địch với chiếc cúp, nên anh còn phải về với gia đình. Chia sẻ với anh em, vòng 1 giải vô địch quốc gia năm 2021 tổ chức ở miền Bắc thì sẽ là hai địa phương nhá, đó là Yên Bái, quê hương thứ hai của mình, và Quảng Ninh các bạn nhé. Yên Bái và Quảng Ninh sẽ là nơi đăng cai tổ chức vòng 1 giải vô địch quốc gia. Và đội tuyển quốc gia thì ngày 5 tháng 1 này đội tuyển Nam cũng được tập trung và đã có danh sách các cầu thủ của đội tuyển quốc gia rồi các bạn nhé. Liên đoàn sẽ công bố trong 1-2 ngày tới thôi, nhưng đã có danh sách gửi đến các câu lạc bộ rồi. Điểm bóng là 7-9. Lại là Đinh Văn Duy. Điểm bóng là 8-9. Văn Duy là đang là chuyền hai chính trong bộ tứ trẻ cực kỳ xuất sắc của biên phòng. Đó là Đinh Văn Duy, Nguyễn Duy Tuyến, Nguyễn Ngọc Tuân và Phạm Văn Hiệp. Văn Hiệp là Hưng Yên, Duy Tuyến là Hải Hậu Nam Định, Ngọc Tuân thì là Kiến Sương Thái Bình. Còn Duy thì mình không biết ở đâu.
Điểm bóng đang là 18, cách biệt là 2 điểm. Điều lệ thay người quá vớ vẩn anh ơi. Không phải đâu em ơi, thay người hợp lý thôi mà. Ban tổ chức quy định như thế, cứ thay làm sao mà được 3 người trên sân là được. Phan Đức Kiên, anh nói qua danh sách tập trung đội tuyển quốc gia được không anh? Anh không được phép nói em ơi, cái này nó còn liên quan đến tính chất. Cái này phải chờ liên đoàn công bố. Điểm bóng 11-9. Anh ơi giải bao giờ thì hết à? Giải hết ngày mai em nhé. Giải sẽ diễn ra trong 2 ngày 26 và 27, gồm có 8 đội. Ngoài Lãng Công Sông Lô thì Vĩnh Phúc còn một giải nữa cũng tầm cỡ quốc gia các bạn nhá, đó là giải Tề Lỗ vào ngày mùng 2 tháng 9 các bạn ạ. À. Giải đấy là có bán vé cho khán giả nhá và có 4 khán đài xung quanh. Điểm bóng lúc này là 10-12, cách biệt là 2 điểm. Hiệp đấu thứ nhất vừa rồi các cầu thủ Phú Cường đã rất nhiều lần cơ hội nhưng mà không nắm bắt được các bạn ạ. Hiệp 1 vừa rồi Phú Cường mà thắng thì hiệp 2 sẽ rất hay. Bóng rất uy lực của Thanh Đen. 3-2 của Quản Trọng Nghĩa, rất ngọt ngào. 11-12, rất đáng khen cho Quản Trọng Nghĩa và Bùi Văn Cường. Hai chiến binh của K02 đang kiên trì lầm lì bám đuổi. Có thể nói là 2-3 các bạn nhé. Quản Trọng Nghĩa, Bùi Văn Cường thi đấu với 3 ngoại binh Thạch Đen, Văn Thành và Văn Hạnh. Còn Đinh Văn Duy điểm chỉ hình ảnh hơn nhau một chút thôi. Ngược lại còn Quang Linh và cầu thủ số 10 của Đoàn Kết thi đấu cũng rất hay. So với cầu thủ số 9 và số 3 bên Phú Cường thì số 10 và số 6 nhỉnh hơn về chiều cao, có thể bợ chắn được. Đó lại là những pha chắn bóng thành công của Văn Hạnh. Đinh Quang Chiến, alo anh, giải địa chỉ ở đâu thế ạ? Anh bảo rồi nhá, giải này ở xã Lãng Công, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc. 3-2 Quảng Trọng Nghĩa, rất ăn tay các bạn ạ. Mình nhìn thấy một cầu thủ mình rất thích, đó là Phúc Con Cuông nhá. Đầu tiên mình tưởng Phúc Con Cuông không xuất hiện ở giải, mình cũng đã nói với các ông bầu. Và bây giờ mình thấy Phúc Con Cuông đã xuất hiện. Phúc Con Cuông xuất hiện trong đội hình với Lê Văn Xuân và Nguyễn Ngọc Thuân nhé, cùng Anh Thức. Đội hình đó cũng có 4 ngoại binh. Đặt bóng tấn công của Bùi Cường, cù tay rất khó chịu, các bạn có thấy mất bước một không? Chuyền một vỡ rồi. Quả Trọng Nghĩa tận dụng đi, tuyệt vời, bóng trong sân rất nhiều. Điểm bóng 13-14. Vi Văn Phúc, Nguyễn Ngọc Thuân, Lê Văn Xuân và thầy giáo Thức. Rất tiếc chỉ được 3 người trong sân thôi. Lại là cái cù tay của Bùi Văn Cường các bạn có thể được chứng kiến. Rất khó chịu các bạn thấy không? Văn Hạnh là... lại là Bùi Văn Cường. Anh len từ vị trí phát bóng lên đến 3-2 hàng sau. Tuyệt vời! Anh chị em nào mà cắt TikTok thì cắt pha này của Bùi Văn Cường cũng được các bạn nhé. Bùi Văn Cường nhảy phát tấn công từ hàng sau ở vị trí số 5. Sau anh đã len sang vị trí tấn công 3-2. Kết thúc pha bóng vừa rồi. Điểm số lúc này là 14 đều. Lại là cái cù tay của Bùi Văn Cường, các bạn thấy đề bóng. Rất tiếc lần này bóng đang không qua lưới. 15-14. Đội mỏ hồng khỏe không anh ạ? À? Đội mỏ hồng là có mỏ hồng 10 kiếm nhật và Phạm Mạnh Tài. Rất là lo đội có chuyển hai hay không. Còn nếu đội có chuyển hai thì đội đấy cũng ổn mọi người nhé. Tại như kiếm viên năm ngoái. Ừ.
Cường ở HB phải không anh? HB ý em muốn hỏi là Bùi Cường ở Hòa Bình đúng không? Không phải, Bùi Cường ở Vĩnh Phúc này luôn em nhé. Bùi Cường và Quản Nghĩa cũng là trẻ của Vĩnh Phúc các bạn ạ. Trẻ công an Vĩnh Phúc. Minh Trung xem anh bình luận vẫn là hay nhất. Ok, cảm ơn em. Cảm ơn 1K2 anh chị em đang xem. Thầy giáo Ánh hỏi giải này ở đâu vậy anh ơi? Giải này ở Láng Công, Sông Lô, Vĩnh Phúc thầy giáo Ánh nhé. Mà mình đang đặt ngôi sao hy vọng vào đội hình của thầy giáo Ánh ấy. Thầy giáo Ánh là người vừa comment xong, nhưng mà mình tin là đội của thầy giáo Ánh sẽ vào rất sâu giải này. Thầy giáo Ánh giúp nhỏ và ai nữa mình quên rồi. Nhưng mà đội thầy giáo Ánh có Hiệp Gà là quân xanh các bạn nhé. Ba chắn không thể chắn được quả Nghĩa trong pha bóng vừa rồi. Hay quá em Thành ơi. Ok em chào anh em cửa Việt Hùng nhé. Thành Mùi quê Đà Tam Nông Phú Thọ. Ok, Bùi Cường là quê Phú Thọ nhé. Tại vì mình cứ nghĩ là Phú Thọ với Vĩnh Phúc thì mình vẫn hay nhầm với nhau. Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc với cả Phú Thọ trước đây là tỉnh Vĩnh Phú các bạn nhé, tách ra. Thạch Đen. Lần này thì Hà Văn Điệp. Chuyển hai Hà Văn Điệp đã chắn bóng thành công. Trước khi bóng ra ngoài đã vào vai của Quản Trọng Nghĩa ra ngoài. Cánh biển vẫn chỉ là một điểm thôi. Chúng ta phải rất ghi nhận Bùi Văn Cường và Quản Trọng Nghĩa các bạn ạ. Cặp đôi bạn thân. Rồi đã đến Thạch Đen, không phải 3-2 hàng sau của Văn Hạnh. Và bổ y rất ngọt ngào. Từ góc độ quay vừa rồi thì các bạn thấy Văn Hạnh xử lý cái cổ tay ngọt như nào các bạn. Một đường y rất hở và Văn Hạnh đã tấn công thẳng và không cần suy nghĩ. Trước đó cũng phải kể đến pha chuyền hai cực kỳ thuận lợi của chuyền hai Hà Văn Điệp các bạn nhé. Chuyền hai hàng sau rất khó các bạn ạ, không như chuyền hàng trên. Nhưng vừa rồi pha chuyền hai rất đẳng cấp của Hà Văn Điệp. Rồi lại đến Thạch Trắng xử lý. Không phải, lại là pha chuyền hai hàng sau. Đó là cái đề bóng rất uy lực của Nguyễn Văn Hạnh. 20-17 rồi. 3 điểm liên tiếp 18-19-20 cho các cầu thủ đoàn kết. Đúng rồi, đội của thầy giáo Ánh là có cả Thái Sơn nữa các bạn nhé. 4 cầu thủ từ Sơn. Rất cao tầm của Bùi Văn Cường. Bình ca em tin tưởng đội Thạch vào sâu. Đương nhiên rồi em, đội của Thạch sẽ là một trong những đội vào sâu. Tại vì đội của Thạch rất đều. Nhưng mà cần phải nghiên cứu chiến thuật thêm một chút nữa. Chào 1K3 anh chị em nhé. Đội Thạch phải nên phân công rõ ràng nhé. Cố lên, vẫn còn xử lý của ông vua. Đó lại là Bùi Văn Cường. Mọi người thấy sự nỗ năng, nỗ lực cố gắng của Bùi Văn Cường và Quản Nghĩa như nào ạ? Phải nói là quá tuyệt vời. 19-20 các bạn ạ. Những pha lăn xả của Quản Trọng Nghĩa. Thạch Trắng, không phải, vẫn là Văn Hạnh. Ba hai của Quản Nghĩa. Rất kéo trong pha bóng vừa rồi. 20 đều. Nỗ lực rất tuyệt vời của Quản Trọng Nghĩa. Và bây giờ chính anh là người phát bóng. Hết lực đi. Và phát bóng không được mạnh các bạn ạ. Đó là một pha phát bóng lỏng tay. Bóng chưa qua lưới. 21-20. Của Hà Văn Điệp. Bùi Văn Cường,
một chắn, hai chắn. Thành công rồi, 21 đều. Trận đấu chất lượng của ai? Cảm ơn em Thanh, anh đẹp cửa tiền đồng. Ok, cảm ơn anh. Cảm ơn anh em. Giải này nhất bao nhiêu anh ơi? Giải này nhất là khoảng 10 triệu nha mọi người nhá. Phạt bóng tấn công của Đinh Văn Duy. Có bóng lỏng tay. Bóng trong sân rất cao tầm. 22-21. Như qua mình có nói về Lâm Văn Xanh nhé, những quả bài biên tầm cao của Lâm Văn Xanh mà tát thì tuyệt vời luôn các bạn ạ. 22-21. Kéo sân rất gắt của Hoàng Trọng Nghĩa. 22 đều. Mày cứ quay. Khác biệt của trận đấu đó là Bùi Văn Cường. Cố lên Bùi Văn Cường. Phát huy đi những pha phát bóng tấn công. Rất uy lực và cao tầm của Văn Anh. 24-23. Set boy rồi, 24-23. Quan Trọng Nghĩa tới rồi. Thành đen, cơ hội lại đến 3-2. Không phải, đó là biên 4. Bóng trong sân. Quan Trọng Nghĩa đang rất sung các bạn ạ. 24 đều. Lúc này Quan Trọng Nghĩa đang rất sung. Các bạn nhá, lợi điểm đang thuộc về đoàn kết. Đang rất hồi hộp, Văn Thành lúc này đã phát bóng bay an toàn rồi. Rất cao tầm, 25 đều. Như mình đã bình luận, Quản Trọng Nghĩa đang rất sung. Đúng rồi anh chị em à, vừa bị rớt mạng xong, thật sự rất đáng tiếc, không biết làm thế nào cả. Điểm bóng đang là 25 đều. Quản Trọng Nghĩa đang rất sung các bạn nhé. Và tấn công về rất khó chịu của Thành Đen. 26-25. Đang rất hồi hộp các bạn ạ. Người phát bóng là Quang Linh, là em trai ruột của Truyền Hai Hà Văn Điệp, đó là Hà Quang Linh. Quản Trọng Nghĩa đang 26 đều, như mình đang nói, Quản Nghĩa lúc này đang cực kỳ sung các bạn ạ. Cảm giác Quản Nghĩa như một chú hổ đang rất thèm bóng, bóng đến là vụt thôi. 26 đều, và bây giờ chính Quản Nghĩa phát bóng tấn công.
Mình thích trận đấu này, bước vào hiệp đấu thứ 3 nhé các bạn nhé. Hai đội mình đều yêu quý như nhau, nhưng mà mình thích khán giả được chứng kiến những trận đấu hay. Rất đáng tiếc, lại một lần nữa các cầu thủ Quốc Cường đã phát bóng chưa qua lưới. Chúng tôi nhận thấy đối cầu và người bạn thân Bùi Văn Cường có một chút hơi nản các bạn ạ, hơi thất vọng một chút xíu trong pha phát bóng chưa qua lưới vừa rồi, nhưng không sao. 27-26, cần bản lĩnh của Bùi Văn Cường trong pha tấn công này. Cố lên Bùi Văn Cường, hàng sau chăng? Đúng vậy, hàng sau Nghĩa. Nghĩa đang rất sung các bạn ạ, 27-0. Lúc này Quản Trọng Nghĩa đang rất sung, có cơ hội Đình Văn Duy sẽ chuyền cho Quản Trọng Nghĩa ngay. Và mình tin là Đình Văn Duy cũng hiểu được điều đó. Êm rồi. Quản, không phải, cơ hội đến Bùi Cường lùi lấy ra đi. Cố lên, ba chắn, thành công rồi, 28-27. Điều hàng dưới á, 28-27 các bạn ạ. Cơ hội lại đến các cầu thủ Phú Cường rút kinh nghiệm ở hiệp đấu đầu tiên, hãy tận dụng cơ hội ở hiệp thứ hai này. Trong sân không có ai, bóng ra ngoài rất đáng tiếc, chỉ ra ngoài khoảng 30cm thôi. 28-0. Rất mạnh. Duy với Nghĩa trước có cùng đội biên phòng đúng không anh? Duy với Nghĩa có một thời gian đánh thuê cho biên phòng rồi em nhé. Chứ Duy với Nghĩa không ở đội biên phòng. Rất cao tầm, đó là Quản Trọng Nghĩa ba hàng sau. Như quan sát dân riêng thì mình thấy Quản Trọng Nghĩa đang cực kỳ sung. Khi mà Bùi Văn Cường có dấu hiệu hơi yếu một chút thì Quản Trọng Nghĩa, người bạn thân, cần phải cố gắng hơn nữa. Và Quản Trọng Nghĩa đang không để Bùi Văn Cường thất vọng. Điểm bóng là 29-0 các bạn nhé, 29-0. Hàng công lúc này đang là hai mũi, Văn Thành và Văn Hạnh. Văn Hạnh biên hai. Rồi phản công đã đến. Bùi Văn Cường cố lên. Không được rồi, rất cố gắng của Hà Văn Điệp. Lại là Bùi Văn Cường bổ y đi. Vẫn là bổ chéo. Rất đáng tiếc trong pha bóng vừa rồi. 30-29. Trận sau là trận của Ngọc Thuân, Phúc Con Cuông, Văn Xuân và thầy giáo Thức đối đầu với 10 kiếm Nhật, Phạm Mạnh Tài và Mỏ các bạn nhé. Lại là hàng sau, đó là Quản Trọng Nghĩa trước khi ra ngoài đã chạm tay các cầu thủ đoàn kết. 30-0. Vẫn là Quản Trọng Nghĩa các bạn ạ. À, khi mà Quản Trọng Nghĩa sung, tấn công ba hàng sau ngọt ngào thì đội hình của Phú Cường sẽ rất khỏe, rất thoát nhá. Cần sự cố gắng của Bùi Cường thêm một chút nữa thôi. 30-0. Mình trông chờ những pha phát bóng của Bùi Văn Cường vẫn chưa đến. Ngồi ở đây có rất nhiều cháu nhỏ, mọi người xem đâm ra thi thoảng đập vào máy giúp mọi người thông cảm nhé mọi người nhé. Vẫn là Bùi Văn Cường phát bóng. 90% lại là Văn Hạnh biên hai rồi. Vẫn là Văn Hạnh biên hai, một chắn tuyệt vời. Thật là không ngờ được. Và chuyền biên hai cho Văn Hạnh, chỉ có một mình Quản Trọng Nghĩa. Quản Trọng Nghĩa đã chắn đơn thành công, kết thúc hiệp đấu thứ hai. 32-30. Hai đội tạm hòa 1-1 và đổi sân thi đấu hiệp đấu thứ ba. Thực sự hiệp đấu vừa rồi là hiệp đấu của Quản Trọng Nghĩa các bạn nhé.
anh chị em trở lại với hiệp đấu thứ ba, hiệp quyết thắng, điểm 15 giữa hai đội trong trang phục trắng là đội Đoàn Kết gặp Phú Cường bên kia lưới trong trang phục xanh. Đây là trận khai mạc giải bóng chuyền xã Lãng Công, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020. Qua hai hiệp đấu đầu tiên, hai đội đang tạm hòa một đều. Hai hiệp đấu đầu tiên diễn ra cực kỳ hay. Hiệp đầu tiên thì Đoàn Kết đã thắng Phú Cường với tỷ số 35-33. Hiệp thứ hai thì Phú Cường thắng lại với tỷ số 32-30. Và bây giờ là hiệp đấu thứ ba, 15 điểm. Hiệp đấu quyết thắng. Trận đấu bắt đầu. Chủ công Bùi Văn Cường phát bóng. 0-0. Rất tiếc, bóng chưa qua lưới. Điểm bóng cho Đoàn Kết 1-0. Phát bóng bay. Hiệp quyết thắng, các đội thi đấu rất thận trọng. Phòng thủ rất đáng khen của đó là Quản Trọng Nghĩa đang rất sung các bạn ạ. À, bây giờ có thể nói là khó có gì có thể cản được Quản Trọng Nghĩa nữa rồi. Diễn biến trận đấu vẫn cứ diễn ra như thế này thì hiệp quyết thắng này lại là của Quản Trọng Nghĩa thôi. Điểm bóng lúc này là 1-1. Ăn điểm trực tiếp sau pha phát bóng tấn công của Đinh Văn Duy. 2-1. Tấn công từ biên này của Văn Anh thành công. Điểm bóng 2-2. Đó là Bùi Văn Cường pha tấn công hàng sau 3-2. Rất gắt. 3-2 cho Phú Cường. Loại trực tiếp hay vòng bảng về anh Thành. Ở vòng bảng em ơi, 4 đội đánh vòng tròn. Rất khó chịu. Vừa rồi là pha cố tình của Bùi Văn Cường các bạn nhé. Một tư thế không thuận lợi. Và Bùi Văn Cường bật lên, với kinh nghiệm thì anh thừa hiểu sẽ có 2-3 chắn theo anh. Vì pha chuyền 3-3 vừa rồi là phản công các bạn ạ. Đâm ra không có tính đột biến và Bùi Văn Cường đã có bóng lỏng tay. Rất kinh nghiệm. 4-2 rồi. Điểm bóng 3-4 cho Đoàn Kết. Đó là lỗi của cầu thủ số 3 phòng thủ. Nếu cầu thủ số 3 vừa rồi không né người làm giật mình Bùi Văn Cường thì Bùi Văn Cường đã phòng thủ được rồi. Điểm bóng lúc này là 3-4. Lợi điểm đang thuộc về Phú Cường. Phú Cường là áo xanh bên kia lưới các bạn nhé. Quản Nghĩa. Đó là Quản Nghĩa. Các bạn thấy vừa rồi là pha ném lao từ biên 4 nhé. Pha ném lao đầu tiên của trận đấu đã xuất hiện như một tia chớp. Điểm bóng là 5-3. Sắp tới chúng ta lại sẽ được chứng kiến rất nhiều pha tấn công từ hàng sau 3-2 của Quản Trọng Nghĩa nhé. Vì tâm lý Đinh Văn Duy lúc này đang rất tin tưởng vào Quản Trọng Nghĩa. Và tin tưởng là đúng thôi. Tại Quản Trọng Nghĩa đang rất khỏe. Rất tiếc, 3 pha phát bóng chưa được của Quản Trọng Nghĩa ngày hôm nay. Điểm bóng 4-5. Phát bóng lúc này là giáo chủ Quần Ngọc Văn Thành. Bóng đã lọt càng. Điểm bóng là 6-4. Nếu cứ giằng co như thế này thì rất nguy hiểm cho các cầu thủ Đoàn Kết nhé. Tại vì tinh thần trên sân thì mình thấy đội Phú Cường đang rất gắn kết. Đội hình của Đoàn Kết tương đối rời rạc các bạn ạ. Rất tốt, đó là Thạch Đen. Thạch Đen đang rất cố gắng. Anh đang hô hào các đồng đội để muốn nâng khí thế của đồng đội lên.
Anh em đến từ Bình Phước các bạn nhé, cầu thủ sinh ra và lớn lên ở Quảng Trị và hiện anh đang sinh sống tại Bình Phước. 32 của Quản Trọng Nghĩa chăng? Đúng vậy, đó là 32 của Quản Trọng Nghĩa. Số 5 có phải Văn Thành Hà Tĩnh không anh Thành? Đúng rồi em ơi. Các bạn thấy không, theo như bình luận viên Đỗ Nguyên Thanh nhận định thì hiệp thứ 3 này cũng lại là của Quản Trọng Nghĩa thôi. Quản Trọng Nghĩa sẽ là người quyết định trận đấu này. Quyết định hiệp thứ 3 thì có nghĩa là quyết định trận đấu, lại là 3-2. Đúng vậy, vướng rồi, lỗi rồi. Đó là một pha không hiểu ý. Rất may mắn bóng trong sân. Rất may mắn bóng trong sân. Rất may mắn. Điểm bóng đã là 8-5, hai đội đổi sân. Đó là pha phối hợp 3-2 hàng sau, nhưng mà Đinh Văn Di quên mất rằng Bùi Văn Cường đang ra chắn biên 4 và vẫn đang đứng ở vị trí số 2. Nhưng mà phần may mắn đã thuộc về các cầu thủ Phú Cường. Như mình đã nói, trong thi đấu hay trong bất cứ công việc gì anh chị em ạ, có được điều may mắn là tuyệt vời. Có may mắn thì mọi thứ sẽ thuận lợi rất nhiều. Và vừa rồi là mình đã thấy Phú Cường có một pha bóng cực kỳ may mắn. Điểm bóng là 8-5. Vừa rồi là pha phòng thủ Quản Trọng Nghĩa hai chạm, nhưng trong luật bóng chuyền là pha phạm lỗi vừa rồi là vẫn ok các bạn nhé. Đó là một động tác phòng thủ, nhưng bóng hai chạm bật ra không sao cả. Đó là phòng thủ chuyền một. Một động tác kê ra có thể bóng bay rất nhanh từ tay lên ngực bay ra không sao cả. Điểm bóng 6-8. Bóng ngoài sân, quyết định của trọng tài là bóng trong sân. Trọng tài là gì trong? Trọng tài bắt bóng là lỗi, chạm chắn ra ngoài. Chính xác các bạn ạ, 9-6. Nói đi nói lại, nói tái nói hồi, bóng đã thuộc về Phú Cường là chính xác, không vấn đề gì cả, cách biệt là 3 điểm. Trong bên ngoài thì rất khó, nhưng bóng đã chạm tay. Và chạm tay là chính xác, điểm bóng là 9-6, cách biệt là 3 điểm. Ai đây, rất khó chịu, Thành Đen. Đó là chắn bóng thành công của Đinh Văn Duy, 16 rồi. Các bạn thấy không? Nếu mà nhìn lực lượng thì ai cũng phải nhận định, cũng như mình nhận định thế thôi. Đoàn kết là 60 và Phú Cường là 40. Nhưng mà nó có sự khác biệt các bạn ạ, đó là sự gắn kết. Mấu chốt của gắn kết nó quan trọng lắm. Gắn kết thì như mình đã chia sẻ rất nhiều, là những cầu thủ sẽ hỗ trợ được những điểm yếu cho các đồng đội của mình. Còn nếu không gắn kết thì có thể là một tập thể rất nhiều ngôi sao mạnh nhưng lại rời ra thì không hỗ trợ được cho các đồng đội của mình. Đỗ Nguyên Thanh vẫn luôn đánh giá cao sức mạnh của bó đũa các bạn nhé. Sức mạnh của bó đũa khi đoàn kết vẫn là mạnh nhất, vẫn là sức mạnh vô đối. Điểm bóng lúc này là 16, cách biệt là 4 điểm rồi. Rất uy lực, đó là Bùi Văn Cường đã phát huy. Văn Hạnh trả lời cũng là một cầu thủ chuyên nghiệp, không để khán giả thất vọng. 70. Anh chị em xem nhớ nhấn theo dõi Facebook của mình nhá, và đăng ký kênh Bóng Chuyền HD. Rất tuyệt vời, đó là Quản Trọng Nghĩa. 12-7, cách biệt đã là 5 điểm. Như mình đã nói, hiệp đấu này là hiệp đấu của Quản Trọng Nghĩa. Hiệp đấu này cũng là hiệp đấu quyết định của trận đấu. Có nghĩa là trận đấu này là của Quản Trọng Nghĩa và Bùi Văn Cường. Cũng không thể không nhắc đến Đinh Văn Duy. 12-7. Chào bạn Đồ Ngô Hảo Lý. Rất tuyệt vời, đó là Đinh Văn Duy. Nếu mình nhớ không nhầm thì Đinh Văn Duy là cầu thủ duy nhất trong trận đấu này phát bóng ăn điểm trực tiếp 2 pha liền. Trong hiệp 2, hiệp mà các cầu thủ Phú Cường đã lội ngược, cũng có một pha phát bóng cực mạnh của Đinh Văn Duy vào thẳng vị trí của Văn Thành ăn điểm trực tiếp. Và vừa rồi lại một pha phát bóng nữa. Rất uy lực. Đó cũng là một pha phát bóng có thể nói là gần như là quyết định.
13-7 hay 14-7 các bạn nhỉ? Nhưng mình nghĩ phải 14 thôi chứ nhỉ? Nhưng mà trọng tài vẫn chưa lật điểm các bạn ạ. Hình như 13-7 vẫn trọng tài bàn. Do các cầu thủ Phú Cường ghi điểm liên tiếp nhanh quá. Theo như mình nhớ không nhầm thì là xét voi 14-7 thì phải. Đúng nhỉ? 14-7. Lúc đổi bóng là 12-2 phát. Trước ăn điểm trực tiếp là 13, phát này là 14 đúng không? Nhưng mà hình như trọng tài... Anh nghĩ là 14 ấy. 13. Từ lúc Nghĩa cắt là 12-7 nhá. Duy phát ăn điểm trực tiếp. Cắt là 12 rồi. Ok mọi người nhá, 13-7, cách biệt là 6 điểm. Đúng rồi, chính xác là 13-7. Bóng ngoài sân 8-13. Thật ra trận thua 2-1 này đối với Đoàn Kết không là gì các bạn nhé. Đoàn Kết vẫn được một điểm nhưng mà sẽ cho Đoàn Kết có kinh nghiệm hơn ở những trận đấu tiếp theo. Còn thực sự là mình vẫn tin tưởng vào Đoàn Kết nhé. Ở những trận đấu tiếp theo, đây chỉ là vòng bảng thôi và Đoàn Kết sẽ vào sâu. Rất nhạy cảm. Quyết định của trọng tài là bóng trong sân, set boy rồi, 14-8. Không nên buồn về một trận thua này. Trận thua này chỉ là 2-1 thôi, các cầu thủ Đoàn Kết chỉ mất có một điểm thôi. Nhưng mà sẽ có rất nhiều kinh nghiệm. Bóng đã chạm tay ra ngoài. Điểm bóng 9-14. Không sao à, một trận thua cần thiết cho Đoàn Kết các bạn nhé, không vấn đề gì cả. Bóng đã chạm chắn ra ngoài. Hiệp đấu thứ ba và chung cuộc, các cầu thủ Phú Cường đã thắng các cầu thủ Đoàn Kết với tỷ số 2-1. Xin chúc mừng các cầu thủ Phú Cường, chúc mừng Quốc Quản Trọng Nghĩa, chúc mừng Bùi Văn Cường, chúc mừng Đinh Văn Duy và tập thể đội. Xin chia sẻ với các cầu thủ Đoàn Kết, nhưng mà theo như bình luận viên Đỗ Nguyên Thanh thì Đoàn Kết thua cũng không có vấn đề gì cả. Một trận thua cần thiết, rất hợp lý các bạn nhé. Nhưng mà trận knockout và những trận quyết định thì đó mới là những trận quan trọng. Xin cảm ơn gần 1k anh chị em đang xem. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Thôi mình cứ để like nhá, để xem luôn trận thứ hai, xem được đến đâu thì xem các bạn nhé.